Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả nè em ơi. Và ngày hôm nay thì Khả sẽ làm một video ngắn đi ép cái hạt mầm phong độ cho anh em xem. Thì nói chung cứ mỗi tháng, đầu tháng nè em ơi, thì từ ngày 1 trở đi thì chúng ta có thể cắn được 10 hạt phong độ nè em ơi. Thì tháng này thì Khả chưa cắn nè em ơi, Khả mới qua Khả chưa cắn nè em ơi. Đây, anh em xem sơ qua thông tin thì hiện tại đây là tháng thứ 6 rồi. Đúng không? Tháng thứ 7 á. Đỡ mà tính số lượng tháng này tháng thứ 6 đúng không? Tháng thứ 6. Thì quả tiềm năng phong độ Khải mới có 50 hạt thôi. Thì bây giờ Khải sẽ đi ép thêm cho mình thêm 10 hạt nha mọi. 10 hạt này tương đương khoảng 2 cuốn tải thịt kinh nữa nè mọi. Và vừa rồi thì Khải đã mua 100 ca điện tống kim rồi. Thì hết mấy trăm xu rồi. Giờ Khải sẽ đi ép. Ép rồi Khải qua phong độ Khải đánh thôi. Còn có 50 vạn nữa, Khải lấy thêm 10 vạn nữa. Đó, thì cái nguyên liệu thì đơn giản thôi nè mọi. Này 100 xu nè, rồi Khải lấy thêm một kim nữa, 100 xu 50 vạn và một hạt phong độ và 5 ca điện tống kim. Và 100 xu. Thì 10 hạt sẽ tốn 1 kim. Ok. Hello Chí Phan đã follow cho người em ơi. Cảm ơn những người em rất nhiều nha. Bây giờ sẽ đổi cái xu đó, đổi 10 kim ra 1.000 xu rồi đó. Đấy. 1. Đó, chúng ta sẽ ép lên hạt mầm tím mà. Hạt mầm tím tím đỏ đỏ đó. Từ xanh là hạt thường đó mà, xanh là mình đánh trong phong độ nó ra. Em đi ép. Ép này xong lên mình kêu mình đánh rồi lấy điểm tìm đánh thôi. Cứ mỗi tháng 10 quả là mỗi tháng chúng ta sẽ được khoảng 2 cuốn tải thịt kinh. Nhưng mà anh em phải chịu khó ép thì nó mới có được. Trong đó có tiền vàng nữa ta. Bị lắp à. Có sao ô tô nó không lấy nữa ta. Đó. Nó bỏ một hạt thôi. Bỏ nhiều nó không được. Ok xong. Làm ít máu lên phong độ nữa mà. Trước phong độ Khải sẽ mua truyền tống lên phong độ một cái. Đó, là mua máu nữa rồi. Đó. Cái này là cái cách anh em đi ép hạt mầm tiềm năng phong độ như nè. Làm ít rừng máu nữa rồi. Lên quýnh thôi. Thật quýt 4 như nè. Rồi ok. Chạy đến ngã tư vừa bánh 1 vừa bánh 2 nè. Đặt xuống đánh thôi. À, ok, đánh lấy được quả nè mày. Đó, cái đạn phát 10 cây trong đó rồi nè mày. Giờ đánh lấy được quả thôi. Mày uống mày cắn tè lèn bấy luôn, không sợ chết đâu mày. Thoải mái. Chỉ sợ ai lên đồ sắt mà thôi. Đó, ok. Xong 10 quả nha nè. Cắn nè, 1 điểm tiềm năng nè. Đó. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. 6 nè. 7 nè. 8 nè. 9 nè. 10 nè. Đó, ok không? Rồi cái này cứ tăng vào lượng máu thôi mà. 10 điểm này tăng được 30 máu nữa mà. Cứ 30 máu thôi mà tốn hơn 2 kim mấy nữa mà. Nói chung hơn 2 kim mấy nhưng mà nó vẫn rẻ hơn cuốn tại thị kinh. Đó, hơn được 30 giọt máu thôi. Nhưng mà nó vẫn rẻ hơn tại thị kinh nữa mà. Tại kinh mua bây giờ khoảng 1 kim là 1 cuốn 5 điểm là khoảng 1 kim kim 8, kim 9 này cho 2 kim 8 này. 2 cuốn là 3 kim 6. Nhưng mà mình ép cái này thì nó chỉ tốn khoảng hơn 2 kim rưỡi thôi. Thì nó vẫn lời được hơn 1 kim hơn. Nói chung là nó vẫn rẻ hơn cuốn tài thiệt kinh. Nên là anh em nào không có điều kiện thì có thể cắn theo kiểu này. Thì nó vẫn hỗ trợ cho mình tương đối được tầm 2 viên 2 cuốn tài thiệt kinh nữa nè. Ok. Khải dạy đồ không dạy vậy. Ủa Khải thấy bình thường rồi nè. Hello anh em vô nha. Rồi anh em theo dõi video đừng quên để lại cho Khải like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Anh em nào mà chưa biết cách ép quả tiềm năng phong độ thì cứ theo như video Khải nha anh em ơi. Làm nốt nhạc thôi anh em ơi. Đầu tiên là mình phải mua điểm tông kim. Sau đó mà đi ép ở phần tường rồi, sau đó xong rồi nè, đơn giản thôi. Cái gì khó cả. Đừng quên nhớ là đỡ lại cho Khải một like, chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Và video ngắn cái này Khải sẽ up trên kênh YouTuber vào lúc 11 giờ 15 phút hàng ngày. Anh em nào mà muốn xem lại video này thì đừng quên lên YouTuber Duy Khải Gaming để theo dõi nha anh em ơi. Nhớ like chia sẻ mạnh nha.